Ok, lên em. Hôm nay chúng ta lại thử qua con game mới. Game này thuộc thể loại là phiêu lưu giải đố. Đây, Dead Beyond. Game này tí nữa nó sẽ ra mắt rồi. Tôi vẫn chưa biết chơi game nó như thế nào. Nhưng mà có thể là tí nữa thì chúng ta sẽ biết. Lúc anh em xem cái video này thì chắc ăn là cái con game đã ra mắt rồi đó. Game này thuộc thể loại là phiêu lưu giải đố. Phong cách đồ họa nó sử dụng cái tông màu đơn nhất rất là nhiều luôn. Anh em nhìn trong một cái bối cảnh như thế này, đa số là nó tồn đọng một cái màu một thôi. Đây, lâu lâu thì sẽ có một số cái mảng màu đối lập, nó cho hiển thị cái nhân vật của chúng ta lên rất là rõ. Đây là gần như rất là đồng nhất màu nè, màu biển thì lại sao lại dùng màu vàng đó, cảm giác như là chúng ta nhận nuôi một chú chó gì đó, rồi nó đồng hành cùng chúng ta theo rất là nhiều cái chuyến phiêu lưu này luôn. Dead Beyond là một con game góc nhìn thứ nhất, mình sẽ tương tác để mà khám phá cái đại dương bí ẩn của đại dương này, để điều tra một cái vụ mất tích làm sao mà cái vụ mất tích với bố mình. Animation làm cũng khá lỗn nữa nha. Đồ họa con này thì nó cũng là thuộc thể loại rất là nhẹ nhàng thôi. Anh em nhìn cái tông màu nó rất là chói luôn nè. Họ sử dụng đúng cái tông màu cam cho cái đại dương này luôn. Deep Beyond là bên thị trường phương Tây á, cũng có một cái số cái tác phẩm liên quan đến cái này. Giờ tôi không biết nó có giống nhau không. Game này nó tương tác giải đố khá là nhiều, nên anh em xem mà tôi chơi giải đố thì gán kiên nhẫn. Đích thân anh em suy luận thì nó sẽ khác hơn là anh em xem người khác chơi. Đôi khi có manh mối là người xem nó lại dễ nhận ra hơn là cái người đang chơi như thế này. Nãy giờ phần lớn là chúng ta nằm ở trên hành trình của chúng ta ở trên cái thuyền nhiều. Game này chắc cũng nhẹ nhàng nên chúng ta thử qua luôn đi. Deep Beyond. Bật FPS lên coi nó hoạt động ổn định hay không đã. Oh, sao game này có chữ Continue ở đây? Fuyen, Mao Shinji. Chắc để cửa sổ thôi cho nó trơn mượt tí. Rồi, ok. Continue hả ta? Con này sử dụng cái tông màu rất là nóng nha. Nó rất là ấm luôn. Cái này ấm đến mức gọi là nóng luôn á. Chúng ta đang trên một con tàu với chú chó của mình. Morning, boy. Chào buổi sáng, cậu bé. Rồi chúng ta vào game rồi đây. Chương 1, khởi điểm, bắt đầu. Game này nó camera nó rất là trơn nha. Dạng như là cái mà cái gì, độ mượt của chuột á, nó rất là trơn luôn. Nên cảm giác delay nó cực kỳ nhiều. Khi tôi ghê qua phải là khoảng nửa giây sau nó mới quay chuột qua. Hungry? Bây giờ mình sẽ cho con chó này nó ăn. Nó đang dọn này á. Let's get you some food. Animation làm cũng tốt phết đó chứ. Đồ ăn đâu? Ăn cái món gì kỳ vậy? There you go. Đây, cho mày đó. Có máy lạnh luôn nè. Sang phết. Cánh buồm, con tàu. Bầu trời cũng là chơi luôn cái tông màu vàng. Rất là chói luôn. Cái này là giống cái thang máy gì ta? Bây giờ chúng ta làm gì nữa đây? Đợi nó ăn xong quá. Game không có nút chạy nha. Cũng không có nút nhảy luôn. Chúng ta chỉ đi bộ nhẹ nhàng như thế này thôi. Không tương tác được gì cả. Đây là cái phàn xuống cái phòng bếp của chúng ta nè. Đây đây. Chào anh. Chào ông. Today's Sẵn sàng đi the dong big buồm ngày hôm nay day. chưa? Rồi ok. Absolutely, Howard. I can't wait to find the last disc. Mình đi đi tìm cái cuộn đĩa cuối cùng gì đó. Chester's ready too. Chili thì nó Chili là tên chó nè, nó cũng bắt đầu đi rồi. Yep. Just need to connect the antenna and raise the anchor. Mình còn kiểm tra cái anten và cái mỏ neo với đã. I'll be fine. Rồi, Just không wait cần for giúp me at đỡ đâu. home with the Cháu device sẽ đi ready. một mình được rồi ông ơi. As you command, my lady.
See you soon. Rồi, gặp ông sau. Vòi nhỏ xuống tí. Rồi, bố cháu sẽ rất tự hào về cháu ngày hôm nay. Thanks, Howard. Ông này là Howard, còn con chó của mình tên là Chi-Chi. Bây giờ đi kiểm tra cái mỏ neo đã. Tiếp theo là kiểm tra cái anten. Chờ, hiệu ứng leo cầu thang cũng làm chi tiết chân thực quá. Lắp đúng vô đây thôi chứ gì, đơn giản. Rồi, nhảy xuống luôn. Cái mỏ neo thì chắc ngoài sau, cái ngoài trước đó thì cái gì là tôi không biết. Cảm giác giống như cái thang máy nó đi xuống lòng đại dương vậy đó. Cái này nè. Ở đây là có bộ đồ lặn của mình đó nè. Trước sau mình cũng phải mặc thôi. Hồi nãy trong cái trailer là cái mũ này bị nó đậm cái bể luôn. Ở ngoài đời thì không có chuyện đó đâu nha. Cái mũ này thiết kế để chống lại áp lực từ bên ngoài vô rất là nhiều luôn. Nên không có chuyện mà đậm cái là bể đường gì. Móp vô đường gì. Đây cái cảnh như một bức tranh luôn nè. Mỗi neo là người ta thiết kế nằm ngang không con tàu thiệt gì luôn đó. Ready to go. Khi mà di chuyển thì nó đập vô cái bông tàu rồi sao? Ăn ăn xong chưa Chi-Chi? Chi-Chi? Ủa? Chắc là vô đây lái quá. Đây nè. Sẽ có hình con Chi-Chi của mình trên đó luôn rồi. Radio nữa nha. Anh em mà Gen Z bây giờ chắc không biết xài cái này đâu. Radio phải họ sẽ phải tống sóng theo mà từng cái tần số khác nhau. Nhạc nghe rất là ấn tượng nha. À biết. Game này đầu tư chất lượng hết đó chứ. Từ cái phần hình ảnh cho tới âm nhạc cho tới mà cái mấy cái con kép dựng luôn nè. Cũng khoảng là studio khoảng 6-7 người làm đó. Thậm chí có dàn nhân vật lồng tiếng riêng cho mình luôn. Đĩa thứ ba nó vẫn bị mất cho đến giờ. Nó nằm ở đâu trong cái khoảng này nè. Thứ nhất thì tìm thấy ở trên bản đồ rồi. Cái thứ hai thì cái mặt trăng mặt trời gì đó. Cái thứ ba thì vẫn chấm hỏi. Chưa biết được cái vị trí. Tàu này thấy gọn quá không? Gì đây? A souvenir from a shipwreck on the Euphrates. It turns out. Cái đồ trang giấy hả trời? Có cái bàn này, cái radio đúng chiêu chiêu luôn. Trên tàu thì anh em không được để mấy cái đồ vật ở trên nóc tủ như thế này đâu. Nó rơi cái là bỏ bể đầu liền, ít nhất là phải có cọng dây nó chằng ngang. Bụt câu. Sorry, but I'm gonna need this. Xin lỗi chim non, nhưng mà chỉ cần cái này nè, đeo vô. Thêm cái bình dưỡng khí nó chứ. Nghe cái tiếng voi mà lúc anh em đeo cái mũ vô á, nó cũng khác biệt khá nhiều. Ủa không có áo hả, đeo cái mũ vô là xong hả? Gạt cái cần này để nó mở cái cửa ra quá.
Đã Phải chương 2, sâu dưới đáy biển. Hành trình sâu thẳm. Có nguyên cái thùng phi luôn rồi. Dưới đáy biển đá nó vuông vuông như thế này thật á. Có cọng dây ống thở không? Ủa không, đâu có ống thở nào nó nói lên trên không? Thì không lẽ mình đều bình dưỡng khí. Đây là cái con máy bay bị đắm nè, MH370 à. Muốn vào bển thì chắc đi cái đường cái cánh ở bên đây. Game này cố ý thiết kế là cái tông nó như pixel nha. Anh em nhìn cái ánh sáng nó bị tẻ ra nè. Cái này nó tô màu đỏ rất là nổi luôn. Nhìn vô là chúng ta biết phải tương tác liền. Audio đồ cũng ngon nghe hết đó chứ. Cảm giác như anh em dưới đáy biển thiệt luôn á. Chỗ này để chúng ta đi qua thôi đó à. Gì? Đừng nói quay nha. Quay bằng này mà. Ủa quay gì để làm chi ta? Có cái lỗ đạn bị bắn nè. Cái cánh thì nó rời ra luôn rồi. Đây là hết đường đi nè. Bây giờ mục tiêu của chúng ta là phải đến được cái buồng lái. Cái buồng lái thì nó nằm ở cái đầu của con xe con mà này quá. Ở trên đó kìa, trên đó kìa. Có đường đi không ta? Chỗ này là không đi được nè, cái phiến đá dựng đứng nè, chắc đi đường vòng bên đây thôi. Chỗ này thì đâu có đi được ta. Ngoài ra nó còn cho mình xây xây cái cánh quạt này để làm cái gì không biết nữa nè. Đến cái buồng lái nè, khả năng ở trên đây nè. Anh em nhìn thấy cái đầu tàu ở trên không? Cái này xây hồi chắc phải có cái gì đó mới được. Chỉ xây xây gì thôi à. Nghe tiếng thở cũng thấy mệt nữa. Không đi vào được. Chúng ta chỉ có đi ra thôi, không có đường trở lại rồi. À còn cái này nữa. À để đẩy đi nó khỏi bị vướng. Để cái chỗ cái cánh gãy á, mình đẩy đi nó không bị vướng. Quay tiếp hai lần. Ủa đúng rồi mà. Ê ê, gì là vướng nè. Trời ơi, hai lần nữa. Lần đó rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Nghe tiếng thở rất là nặng nề luôn nha. Nãy giờ chúng ta ở dưới này được bao lâu rồi không biết nữa. Đi. Rồi, leo lên chỗ này đi được rồi đó. Được cái thành tựu đầu tiên. Tìm đường đến được cái buồng lái.
Nước đen ngòm thấy ghê không? Hồi nãy thì màu cam mà xuống dưới đây rồi nó chuyển qua cái tông màu nhất định. San hô nè. Thiết kế đường đi thì cũng có hướng dẫn khá là tinh tế á. Cái bóng rồi, cái bóng người của mình đâu rồi? Nãy tôi thấy cái bóng của chúng ta mà. Nè, cái bóng này thì quên để cái mũ cái gì rồi. Thấy ghê vậy? Đây là cái số 3 nào phải không? Lấy được cái la bàn như cái la bàn mặt trời vậy. Captain Espinosa's third disc. Howard is gonna be thrilled. Ủa đi ra luôn hả? Thôi, tôi muốn loot xác phi công thứ ấy. Chơi mấy game nhập vai là anh em phải loot xác chứ. Rồi có đường quay về không đó trời. I'll just crawl in. Chưa được. Game này nó nhẹ nhàng mà mang tính phiêu lưu khá nhiều. Nó giống giống mấy con game gần đây tôi chơi đó, là con Invisible đó. Muốn cũng có một con phiêu lưu nữa nhưng mà nó tương tác cao hơn là con Yushan. Mấy game đó cũng mang tính phiêu lưu mà mình có thể đi khám phá thế giới như thế này nè. Rồi con phọt soi nữa chứ. Phọt soi là cái con trên sao hỏa. Có tàu nào đó nó đậu kế bên tàu mình rồi phải không? Tại vì tàu mình cũng dây bên đây nè. Bên này là hai cái chìm chìm đó. Đừng nói lên cái có biến nghe. Vẫn là nó làm cho mình lên không được là sợ cái cảm giác mắc kẹt không đó. Bám vô mấy cái san hô leo xuống. Chỉ có cái mũ là hơi nặng thôi. Mình vẫn có thể thở rồi bơi lên trên được không? Lên. Animation làm rất là đầu tư chính chu luôn. Anh em nhìn mấy cái hành động nó đơn giản vậy đó. Nhưng mà đối với một cái studio indie á, làm được cái điều này rất là khó nha. Game tôi cũng làm mấy cái tương tác rồi tan hoang hết rồi. Thằng nào phá banh cái tàu mình luôn rồi. Chỉ tớ con chó mình đâu rồi. Howard ông ơi, ông Howard ơi. Radio cũng toang luôn rồi. Rồi cướp biển. Nè, cái đoạn này có con trailer nè. Không có mà dấu vết gì của cái ông già cả. Làm như thế có gì bây giờ. Kệ kệ cái con bé này. Chúng ta nhiệm vụ của chúng ta đi tìm cái ông đó. Đi tìm cái ông đó là không biết phải ông bố mình đâu. Tại trong cái đoạn mô tả trên cái video nãy có đề cập đến cái sự mất tích của ông bố mình. Đây ổng đây. Đó cái món quà là con chó nè. Chi tơ cũng đẹp hết đó chứ. Cái phong cách hạt tai này nó rất là độc đáo luôn. Lily, we Cái need hạt to tai talk, nè. sweetheart. What's wrong? Ron, your dad, he's Rồi, been on a bố của very long cháu đã có journey một chuyến hành trình rất dài và I'm afraid he won't be coming back. tôi sợ rằng ông ấy không thể trở về được. He wanted to, Lily, but Xong rồi, sometimes ông này không phải là things bố mình, ông happen này ông hàng xóm thôi. beyond our control. It's like he's on a journey to a place very far away and it's not possible for him to return. Mấy đoạn có cuốn hành trình rất là dài luôn nên có khả năng là không thể trở về You nữa. know, your dad and I, we've been more than good Ông này là hàng xóm của neighbors. mình, là người bạn We've thân của ông been bố. best friends for a Nên very bây giờ long chắc ổng time. là sẽ chăm He sóc cho mình đó. asked me to take care of you, Lily, Đó. to Anh be ấy there yêu for cầu you rồi just mà like he chú sẽ would chăm sóc now. cháu kể từ bây giờ, Lily. So you're gonna come live with me in my house. Rồi cái bất động sản này để lại cho ai? Are you kidding me? You're here all the time. Don't worry, you'll be fine. We'll go on our own adventures, and you won't be alone. Đó, I vô have đồng something lòng. for you. Close your eyes. Đây. Okay, open your Pikachu. eyes now. Pikachu. For you, Lily, his name is Chester. He'll be your new companion and protector, just like I'll be. Thank you, Howard.
Cảm ơn chú, cháu rất vui món quà. Rồi con chi si này nó mới xuất hiện được chút xíu thì mất tiêu luôn. À đây, nó còn đây nè. Bánh mẹ tao rồi, cái lũ phá hoại này. Oh, poor thing. Thank goodness you're safe. Mình chúa gì mày vẫn ổn. Vậy là con Chi-Chi này nó theo mình ít nhất là cũng mười mấy năm rồi đó. We need to warn him. Cái lũ đó thì đang tìm Howard phải không? Chúng ta cần phải cảnh báo cho mấy vậy chuyện này. We can't waste a second. We need to find Howard and make sure he's aware of the. Còn phải phí thời gian nữa. Chữ nó chạy lẹ quá, tôi đọc không kịp luôn. Về bờ, chúng ta đã về bờ rồi. Chương 3. Chương 3 là cái hòn đảo. Kể chuyện cũng phong thái rất là chậm chậm nha. Chà, GC này nó di chuyển tốc độ cao quá chứ. Đây là tàu của Howard nè. Chắc ông ấy vẫn còn ở trong cái studio này. Studio làm game này à. À cái chỗ này là lúc nhỏ mình ngồi đây nè. Mình ngồi đúng ngay cái chỗ này luôn, mình nhìn lên góc nhìn này luôn. Đẹp hết đó chứ. Sao nó lì sủa ta? Đẹp, làm cái nền nhà cao lên như thế này là mưa khỏi sợ ngập luôn. Cây cỏ đâu cũng rất là nhiều nữa nè. Cái này dạng như cái bình nước vậy hả? Rồi, có chuyện nữa rồi. Howard. What happened here? Con này nó khôn phết đó chứ. Cái chỗ này nó chặn đường. Howard. Chỗ nào cần tương tác là cái tông màu nó nổi lên rất là nhiều luôn. Rồi xong luôn rồi. Rồi rồi. Còn hai đăng kìa. Nhà đẹp hết luôn á. Nhìn cái chỗ này đúng cái chất thư viện luôn. I can't leave without knowing what happened here. Mình chưa thấy rời khỏi đây khi mà chưa biết chuyện xảy ra với Howard. Tông này thì dạng chắc là làm phim tài liệu quá đó. Là tài liệu về mấy cái ngọn hải dương đó. Anh em xem Aquaman thì chắc cũng biết cái ngọn hải đăng này. Gì đây? It's been an arduous journey, but I think we're close to finding the treasure's location. Ông này ông đi tìm kho báu, ông đang đến rất gần rồi. I suspect someone is watching us. Ông cũng nghi ngờ là có ai đó đang theo dõi ông thôi. Rất sợ cái điều này. Khi mà gần rất gần rồi để sắp chạm được cái kho báu này. Nếu có chuyện gì xảy ra đến Lily đó, thì ông này cũng sẽ rất là hối hận luôn. Lily và mình đó. Khi mà kết thúc đó, ông này sẽ báo cái sự thật đó. Đang quay nha. Vậy là mới vài phút trước mà. Đây nó bắt được ông này rồi. Đừng có đùa với tụi tao. Cái đĩa của cổ vật hả? Cái đĩa cuối cùng là trong cái bộ ba đĩa. Lục soát căn nhà này đi. Còn mày thì đi với tụi tao. Nó bắt Howard vì cái mà ba cái mảnh đĩa cổ vật mình đi tìm. Chắc hết tương tác được rồi đó. Mấy cái này thì để cao quá. Mấy cái này chỉ là bìa sách thôi. Giờ mới đi được nè. Doubt they're after the treasure. I need to find it before them. Maybe I can use it to trade and save him. Mình cần phải tìm cái kho báu. Hang on, Howard. Để dựa vào đó đó, có thể mà có đủ cái sức trao đổi với mấy thằng bắt cóc đó. I'll need two things: the location of the chalice and a replacement for my helmet. Bây giờ hai cái điều quan trọng đó. Mình thứ nhất là đi khám phá cái ngọn hải đăng này.
cái thứ hai nữa là tìm một cái mũ để thay thế cái mũ của mình bị tụi nó đập. Howard is always at the lighthouse. I should check it. Xây cái nhà ở đây nhìn bối cảnh nó đẹp phết, anh em nhìn nè, cái góc view nó là đúng là ngồi ở đây uống trà thì ngồi cả đời luôn cũng được đó. Đó, ngắm cái cảnh biển này, gió nó hiu hiu đồ như thế này. Game rất là chill nha. Ngọn hải đăng, game nào mà có ngọn hải đăng á, mà dính đến giải đố nữa thì thường nó khá là hay. Vô đây cái tông màu nó đổi liền luôn. Ủa con chi si đâu rồi, không vô hả mày? Đồ họa cũng được. Vô đây phong cách nó đơn giản hơn rất là nhiều. Howard was trying to reproduce the mechanism invented by Espinosa to locate the treasure. Từng một là mặt trăng, từng hai là mặt trời, từng ba là ngôi sao. Trên cùng là cái ống kính viễn vọng. Rodrigo Menendez Espinosa, the famous treasure hunter. Gardino Magenda là một cái thợ săn vô báo vĩ đại. Đi xuống dưới coi lại cái đó lần nữa. Chưa đủ manh mối, tôi nghĩ là chưa đủ manh mối để mình giải cái câu này đâu. Mặt trăng là cái này, mặt trời là cái trên này, người sao là cái thứ ba ở trên. Rồi mình đi lên cái tầng cuối cùng trước đã. Game giải đố mà có một cốt truyện như thế này nó cũng cuốn phết đó chứ. Yếu tố tương tác nó cũng làm rất là tốt nữa. Khi anh em đi gần cái kính viễn vọng á, là nó tự bật ra cái thanh panel bên trái nữa nè. Đó, để mình có thể quan sát cả hai thứ cùng một lúc. Cái này để đối chiếu bản đồ thôi, tí nữa là được. Thường thiết kế câu đố như thế này thì đi từ trên xuống. Ê, à cái này chỉ là cái hoa văn, không phải manh mối gì cả. Mấy con bồ câu này là nó dơ thì thôi rồi đúng không á. Lên nữa hả? Chắc ăn là phải có một cái hình gì đó để mình dựa vào đó mình gợi ý á. Nó quay đâu đây? Trong cái này không có cái gì hết à? Mình không thấy ngừng được nha. Chắc là lên đây chỉ mở cái này thôi. Đi tiếp. Đây, giờ mình mới đưa cái này vào nè. Từ 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 từ. Cái hướng cầu thang là lên đây. Cái cửa đó, cái trục xây này chỗ này.
thì là dòm qua cái lỗ này. Dòm qua cái lỗ này thì theo cái góc này. Góc này thì nó lại như vậy. Ba cái trên bên phải. Này này này, bốn bên trái, ba bên phải, hình tam giác ở giữa. Có khoảng 5 cái nằm ở hàng trên cùng luôn. Rồi, ok. Nào, khoảng 5 cái nút hình trên cùng nè. Đó, 1, 2, 3, 4, 5 nè. Nó là ba cái này với hai cái này. Là đúng rồi đó. Mình chỉ quan tâm là 5 cái ở gần thôi. Còn mấy cái xa thì tôi bị mù mấy cái chòm sau này nên đành chịu. Ủa, lấy cái mũ thì lấy ở đâu? Từng trên hay từng dưới? Để coi này, hồi nãy từng trên này chưa có dòm hết, coi không biết có sót cái gì không. Sót cái mũ là mệt nữa nha. Game này nó rất là nhẹ nhàng, giải đố cũng đơn giản, thư thái. Không có gì cả. Cái này khá may mắn là nó đúng luôn rồi. Nên đỡ tốn thời gian cho cái trên. Cái mũ lấy ở đâu ta? Ủa? Trời ơi, giờ mới gợi ý cái này. Đây nè, là chữ X đây nè. Tức là quay cái đó ra thì mới giải được con này. Nhưng mà tôi chỉ cần mấy cái chấm 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 này là giải được rồi. Thực ra anh em mà quay được nửa cái mặt bên phải rồi thì nửa cái bên trái nó cũng khá đơn giản rồi. Ủa, giải xong câu đó là chỉ có một cái chỗ trên bản đồ vậy thôi đó. The next thing I need is a diving helmet. Rồi, ok. Tiếp theo là chúng ta cần tìm một cái mũ nữa. Nãy giờ cũng 2-3 chương rồi chứ. Game này không biết bao nhiêu chương. Nhưng mà tiến độ như thế này thì tôi nghĩ nãy giờ chúng ta đi được khoảng 1/3 game rồi đó. Cái cửa này ai đóng lại vậy ta? Đi trước dẫn đường đi mày. Đây, có cái chỗ này nó phá ngang thì chắc ăn là phải vô đây rồi. I should check my old house. Mình cần nên kiểm tra cái căn nhà cũ của mình. Có bản phải không? Thấy rồi. Looks like the bridge has been out of use for a while. I need to find another way across. Chỗ này bây giờ nó to này, mình phải tìm cái đường đi khác. Game này đi bộ nó đi chậm chậm quá, nó không có nút chạy hay là làm gì hết.
À, cái cầu khỉ. Con mà GC này nó khôn phết đó chứ. Nó như cái gợi ý mà có sẵn trong game luôn rồi đó. Chúng ta chỉ cần bị theo nó thôi. My childhood playground. It's Cái been sân chơi hồi nhỏ của ages. mình nè. Nó đã rất là lâu đời rồi, rất là hoài niệm luôn. Ở đây anh em có đu đứt dây thì cũng xuống mà tắm biển thôi. Nhìn đã ha. I spent hours swinging and waiting to see the ship that would bring Dad back. Mình thì thường xuyên đu đưa trên đó mà để trông ngóng bố mình về. Seems to be blocked. Lại mới bắt đầu cái trò mà nâng lên. Nâng lên chứ không phải leo lên hả? Làm sao mình hạ xuống rồi đẩy nó vào được ta? Kịp không? Kịp thời gian không? Con GC này giúp tí mày. Mình đứng trong đây thôi, không có đi ra. Hồi nãy là tôi kéo sẵn qua một lần cho nó gần gần thôi đó. Đó, giờ mình kéo vô mình để đây thôi. Bây giờ thì chắc kéo ra xong về bên đây mình mới đi thẳng vô cái cửa cho nó được. Khá là đơn giản luôn. Cái này thiết kế làm gì ta? Nè. Phải đẩy vô nữa. Phải đẩy vô để là lúc mình đi lên á nó không có bị viên sụp xuống. Vậy là mình chỉ kéo thôi không có đẩy được. Cái nữa. Rồi, tí nữa thì cái này nó hạ xuống nó sẽ đụng cái thùng này. Và mình có thể đi lên được bình thường. Game giải đố mà đơn giản phết đó chứ. Game này thì nó mang tính phiêu lưu nhiều hơn là giải đố. Finally. That was a tough one. I haven't been here in years. Chứ gì này không tương tác được. Con gì nữa nè trời. Khỏe như thế này nhưng mà nhìn còn đẹp hơn tôi nữa. À cái ghế nè. Là cái con này nè. Búp bê. Búp bê bằng bông biết bay bay bay. Hoài niệm về quá khứ nữa. Mermaids were my favorite Thành thing tiên cá à? Nàng tiên cá đít đây à, mà da màu với tóc tai như thế này. Tiên cá đít đây thì không chơi nha. This house has certainly seen better Có mấy cái days. khung tranh, cái lò sưởi, mấy cái gói, bồn tắm. Perfect. That's the helmet I need. Đây 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 đây. Chơi thêm cái bình dưỡng khí nữa. Looks like it's still in good condition. Trông có vẻ như nó vẫn còn hoạt động tốt. Đây là hồi bé của mình nè, ông bố nè. Chắc chơi phết nha. Who would Mình have vẫn thought cầm this would be con the búp bê last nàng photo tiên we cá nè. take together, Dad? Lấy luôn cái bình dưỡng khí cho nó chắc em ơi. Cái này giống mấy cánh hoa nó rơi khắp nhà. Cái này để chưa có xác nè nha. Phải upset nè. Thực ra anh em thiết kế cái này á, để sát cửa quá, thì nó cũng khó lắm.
Thì khi mình thực hiện mấy cái tương tác này á, nó giữ cái góc cảnh khác nhau. Rồi chúng ta chuyển qua cái tông màu rất là xanh mát luôn nha, còn còn cái tông màu nóng nực như nãy nữa. I've got everything I need. Time to make my way back to the boat and search for the treasure. Bây giờ về con tàu của mình tiếp tục cái hành trình tìm kiếm kho báu, rồi lấy cái kho báu á, mình sẽ làm cái cớ đi trao đổi cứu cái ông đã dược về. Tàu mình lấy đổ đâu vậy? Nếu theo cái cửa chính của cái nhà này thì hình như bên đây nè. Mà con game này hay á nha, mình đi ra là cái cửa tự động đóng hay phá rồi luôn, không biết là ai phá được từ bên nào hướng nào luôn. What's that noise? Trực thăng chưa? Phải cán bộ đó. À cái chỗ chiêu chiêu hồi nãy tôi mà nghĩ là mình ngồi đó uống cà phê đó, hóa ra là cái bãi đáp trực thăng. Come on, Chester. Nghĩ sao mà lái tàu chạy kịp với trực thăng vậy? Thực ra cái lúc này á, nên là im im mà trốn luôn á. After years of hard work and searching, we finally made it to the spot where the ship sank. Sau nhiều năm mình tìm kiếm á, thì cũng đã gần đến cái kho báu này rất là gần. I can't give up now. Chương 4, kho báu. Bắt đầu buổi tối cái biển nó đêm đêm nhìn thấy ghê quá hả? Tìm con tàu của cướp biển hả? Đừng có dỗ mang nha, tôi là không chơi được mấy game đó đâu. Cái gì đây? Nó giống như cái trụ vậy đó. Ủa không đi lên được cái cây này để qua bản à? Howard đã đúng sau tất cả những điều này. Vậy là ông đó ông nghiên cứu cái kho báu này là rất lâu đó. Cái hướng đi của ông rất là chính xác luôn. Khi mà gần đạt được thành công thì có mấy thằng cướp lao vô bắt ông. Thì cũng không biết cái vụ đó nó liên quan đến ông cha của mình mất tích hồi xưa không. Cách đây cũng mười mấy năm rồi đó. Nhìn ngọn nhỉnh ha. Nhấn cái nút này là nó mở, nó kéo cái thùng nó lên hả? Ủa đâu? Vậy là móc vô đây, rồi sau đó quay cái này để mà đẩy nó lên, đưa cái đầu này qua bên đầu xa nhất ở bển. Không được nha, nếu vậy thì một hồi nữa sau mình đi vào được. Đây đẩy cái này mới được nè, để mình còn lùi lại nữa, chứ mình đẩy qua một cái nữa là mình ở ngoài luôn, không có đi vào được nữa. Mấy con đố này thiết kế đơn giản quá, không bằng con game của tôi rồi. Game của tôi ít ra là có dễ đố nhưng mà nó đau đầu rụng não luôn. Đúng là cái tàu cướp biển thiệt luôn nè, có mấy cái khẩu để bác nè. Lên trên trước.
Trên này cũng không có gì cả. Nhìn cái đồ họa này với mà cái phong cách tàu cướp biển á. Lúc trước là tôi có chơi một con game cũng là hồi chuyện điều tra phá án trên con tàu như thế này luôn. Con game đó cũng một người làm à. Cái đồ họa nó có cái mà phong cách là ác tay nó cũng giống như thế này nè. Cũng đơn nhút một màu hơn vẽ bằng chì á. Trên cái con tàu đó là cái vụ án có rất nhiều vụ án luôn. Game đó khá là hay đó, nhưng mà tôi quên tên tiêu rồi. Sống mở được. Cursed be those who trespass this place with a greedy heart. All right. Cho mà làm cái bộ xương màu đỏ làm chi cho nó Thanks for dễ vậy? taking care of this for so long, Captain. Cảm ơn thuyền trưởng đã trông giữ nó từ rất lâu. Rồi, cảm ơn thuyền trưởng. Trên đường đi ra thế nào cũng mà có chuyện à. Thấy không? Escape the ship chứ không phải là escape logic nha. À, giờ mới đi đến cầu thang nè. Cái này giống quả cầu pho keo á ha. Cái gì, cái gì đạn đạo á? Ê, cầm trên tay mà không yên ổn á. Bên chân gớt, bên chân trượt lụ đạn nhà nó thiệt. Nó lại gợi ý mình đi lên. Thế nào cũng có đường ở trên đi xuống cái bông kê à. Trời trời trời, con game nó đưa mình cái đường tắt. Lên phá đảo, hoàn thành game chỉ trong vòng là 1 giờ. Người Việt Nam đầu tiên phá đảo game này đó, anh em yên tâm đi. Mấy game này thường thường là mấy con game tôi chơi chứ không phải là game này không nữa. Đa số con game tôi chơi trên kênh là chỉ có một mình tôi chơi à. Thế giới đã ít người chơi rồi, Việt Nam mình lại càng không đó. Nhìn ở đây PC hơi xong rồi, nhìn con tàu người ta kìa. Ây à, vô đây chị Si ơi, chết rồi đó, thấy mình đây rồi. Đây nè, ra đầu thú nào, hãy khoan hồng cho em. Anh đã nhầm vị trí rồi đó thiên trưởng ơi, lại nhớ về quá khứ nè. Cái bức tranh tiên cá nãy mình vẽ nè, cái gì chỗ này mà có xe lại được hả? Bằng niềm tin hả? Thao tu lấy xe lên đây. Kết thúc rồi con ơi. Cái diện bảo tàng đã tìm thấy cái đĩa cuối cùng. It's still dangerous, believe me. There'll be other opportunities. The opportunity is now. We waited too long. Ron, I implore you. It's madness. Think about your child. All I do is think about Lily. I do this for her. Don't you see? Cái gì? Ông đó là ông bố mình á. The chalice, we'll all be rich. Damn it. Howard, I'm doing this with or without you. Ông bố mình ông bị cái kho báu làm tham vọng mở mắt luôn rồi. Ông Howard này thì kêu phiên bảo thì nên nhớ về những đứa trẻ của ông này. Cuối cùng cái đồng tham thì khiến bố mình mất tích quá.
Rồi có khi chúng ta qua chương mới nè. This better be the last time we have to deal. Stay put. Nó nhốt mình như này rồi. Chịu khóa đây. Đừng có để tao bắt cầm mày một lần nữa. Rồi, sao mà Edgar Dugit, ủa Edgar mà đời ship thì chúng ta Edgar đời sale. Chuyển qua cái con game mà Edgar cung này rồi. Đừng nói xô bể cái xô đổ cái kệ này thì leo đó nha. Thấy không? Trời ơi, nó đơn giản đến mức mà không thấy đơn giản hơn đó. Ê, phải nó leo lên, đi ra dòm ngoài cái. Ít cấp gum kiểu gì mà chỉ cần dọn một nút là ra. Này chúng ta giống đang ở trong cái nhà kho. Chỗ đó là cái gương thực phẩm. Nhưng mà tàu bọng gì lại có mấy cái kho để giống người như thế này. Vậy là nó lấy luôn cái kho báo mình ra kìa. Trả lại mày. Chuyển hình Tomb Raider là coi như win game này đó. Là gà có. Em là gà của chúng ta. Nó có tivi treo trong phòng luôn kìa. Trời tiện nghi vậy. Hey Jesse. Chester. Manchester United. Đừng có sủa nữa, cái con Chester này. À, nó sẽ khiến mấy thằng kia nó bỏ đi. Chỗ sủa kìa, đi đi. Một thằng đi nói mắc cái gì mà hai thằng đi. Lẹ 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 lẹ. Bắn lẻ. I better go. It's almost time. He will arrive soon. I should get this upstairs. Keep an eye on those two. Cái chìa khóa gì mà bự chà bá như thế này rồi. Bây giờ đi cứu con Cheater nó đã. Thanh niên kia vừa mù vừa điếc luôn rồi. Mình đi qua thả con Cheater ra, lấy được cái chìa khóa này. Ủa sao mà mở? Tương tác cái này tương tác sao? Hay là phải tháo dây cho nó trước? À mở cái cổ nó. Rồi mới mở cái cửa là được. Game cũng mà tính toán đó. Mở như thế này mà thằng kia nó không có nghe gì luôn, lén lén chạy lại chụp cái đó, nhốt nó vô. Chụp cái này nhốt nó vô, rồi nó đi đúng cái đường mình đi qua. Đáng lẽ phải đóng cái cửa sổ bên kia trước. Đi đúng cái đường mình đi là được cái gì? Chương 5. Nhìn con tàu nó như một con tàu chiến vậy. Tụi nó đang chìm chuột với nhau kìa. Ba thằng cầm súng. There he is. He's heavily guarded though. Hồi nãy mình đi lấy kho báo làm chi trời.
Mình giữ cái mà địa điểm kho báu trong đầu đi. Có hai nút luôn nha. Nút bên phải là gì? À, bên phải là nâng bên phải, bên trái là nâng bên trái. Bên trái thì nâng bên trái, nó lại nâng lên một bậc nữa. Chỉ chắc bấm bên phải á. Đó, để mình đi được trên cái nóc luôn nè. À không, không. Để lên được cái này, mình phải nâng nguyên cái thang này lên luôn. Nó còn hai tầng nữa. À, như thế này thì nó mới có cái nút này ở đây. Trời ơi. Bây giờ hạ cái đầu bên phải này xuống là được. Chút kỳ chứ nè. Phải hạ cái đầu này xuống chứ. Phải thử đến lần thứ hai thứ ba đó, nó chỉ là logic của 1 giờ 0 thôi. Gì đây, đến bài hả? Đi từ từ hả mày, chi si kìa. Cái trực thăng nãy trên đảo nè, hóa ra nó tìm được mình. Trực thăng mới đậu mà không thấy ai đi xuống. Kìa 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 kìa. Cắn nó bị đu, cắn nó bị đu. Captain, he's in the command. I'll handle it. That voice. Mấy cái cửa trên tàu á, thường nó sẽ bị là ăn mòn rất là nhiều. Nên anh em mở cửa là không có yên tĩnh như thế này đâu, nó kêu gầm 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 luôn á. Failed plane robbery ends in tragedy.
aircraft missing in the sea. The plan to get the disc peacefully went terribly wrong. Đây là nó điều tra về mình trước nè. Nó đi, nó chụp hình, nó điều tra, nó do thám. Ủa, sao nó có bức vẽ này? Đừng nói ông đó là bố mình nha. Time no see, rồi đúng rồi đó, thấy không? Nhìn như John Wick vậy. How do you think you're doing, Ron? I'm doing the same as you, from what I heard. Hóa ra là ông bố mình là ông điên cuồng cái kho báu ấy, nó còn muốn bỏ mình ở đó luôn. Rồi sau này mà cái ông John này, thằng John này, mày bị tâm thần rồi đó. You can't fool me. My men spotted your boat in the area of the plane crash. I just came from the lighthouse, the last disc. You solved it. I only asked my men to bring you here because I wanted to talk to you. Captain? Ông bố mình ông nghiện cái kho báu đến mức là trở thành cướp biển chuyên nghiệp luôn. A girl had it. She's in the hold. Oh no, Lily! What? You involved her in this? How could you? Sao mày lại lôi kéo cô ấy vào chuyện này? But it's a little late for you to be concerned about your daughter. Nó có cái gen giống ông rồi đó. Nên cuối cùng vẫn mà đam mê cái kho báu đó thôi. Expect me to do. After the plane incident, I had a price on my head. I couldn't expose Lily. Nothing stopped you from coming back to her. You told my daughter that I was dead. I wish you had stayed that way. Now Lily is in danger. Có vẫn vậy hả? Hold your fire. Don't shoot. Tao là con của thuyền trưởng rồi mày đó bắn cái vậy gì? Chạy chi gặp bố ăn mừng rồi được rồi, hai bố con cùng chia cái tài sản kho báu ra. Mấy này bị ngu à. Ngồi banh mẹ ăn thuyền luôn rồi. Chương 6 chưa? Lại ít cáp nữa. Con chó này vô đây là nó như cái hướng dẫn cho mình nữa. Mà sao mình lại chảy ta? Lại gặp ông bố rồi đoàn tụ gia đình đấy. Ông bố hơi bị tâm thần đấy thôi mà. Mày bỏ tao hả, chi si kia? Cái đường ngập nước như thế này nhìn thấy ghê quá đi. Nước ở ngoài tràn vào là ở ngoài nó chìm rồi đó. Cái phần đó cái gì tôi phải quay nữa hả? Rồi nhân vật chính đã chết, chúng ta hết game. Cốt truyện nó làm đơn giản dễ đốn, cực kỳ đơn giản đó. Có mà một tí mà pilot twist gì đó nhưng mà nó lại không ăn khớp gì cả. Ông bố thì cuối cùng mê kho báu đi thôi. Ngã ghẻ hả? Điểm vào thoa hả? What happened? You're safe now, darling. Ron pulled you out of the water. Lily. Tại ông vẫn còn cầm cái kho báu nữa kìa. I should have never let you into this mess. We underestimated the danger. Both of us. I don't get it. This treasure. Biết kho báu này nó đáng giá hơn cả sự thật à? You're right. This thing brought us nothing but trouble. Take this, Lily. It's rightfully yours to decide what to do now. Lily, please forgive me. We can mend what's broken.
We can use the chalice's money to go on new expeditions and build a life together. Cái con tàu đó chỉ giá cái triệu đô đó. For lost time. I promise. Tiền tiền cái gì? Ông làm cướp biển được con tàu đó là ông quá giàu rồi. Ron, you risked yourself to save my life. While part of me wants to reclaim the lost time, I'm not sure if I can bring myself to forgive you for leaving me for so long. Cho bà tha lỗi được cho ông trong một cái thời gian dài như vậy. I just didn't know what to do. Suddenly, I found myself alone with a little girl. I didn't think Ron was going to come back. You know I love you more than anyone else in this world. Now that it's all over, we can publish our findings and put all this behind us. What do you say? Howard, you know that I love you too. You've been like a father to me. Rồi, có hai ông bố thôi. I can count on you, in good times or bad. I don't know how to process the fact that you've lied to me my whole life. So this is the famous chalice. How many people? Đừng có nói ném xuống sông nha. Has it ever saved anyone? With it, I could do whatever I wanted. Follow my own desires. Travel. It would be a solitary journey, perhaps. Rồi bây giờ là ngã ghẻ tử thần nè. Cái ngã tư luôn. Một là mình chọn kho báu, còn hai là đi theo cái ông mà Howard, như ông bố nuôi của mình từ trước đến giờ vậy đó, hoặc là theo ông bố của mình, cái người mạo hiểm tất cả mọi thứ vì cái kho báu này. Theo lý thì chắc chắn theo ông này rồi. Theo tình thì theo ông này, tại ông này là bố ruột mình mà. Còn theo tiền là theo cái này. Chọn cái méo gì bây giờ? Cái kho báu này thì công sức ông này cũng tìm không à. Mình có dựa vào cái manh mối của mình lấy thôi. Chọn này đi. Dục kho báu sau. If I look back, my choice is clear. You were always with me. And it wasn't easy. I'm sorry, Ron. Ông bố mình thì ông cứu mình ngay khúc chót. And we deserve the credit for what we've achieved together. Come on, Howie. Let's go home. Nếu lựa chọn cái kia thì nó kết thúc bằng cái câu nói như thế này không? Thực ra game này nó đơn giản quá. Nó đúng là cũng mini game luôn. Cho hai người làm. Được hỗ trợ thêm một số người nữa. Phần âm nhạc tôi thấy là ấn tượng nhất trong game này luôn. Music là của Julian Di Petro. Phần hạt tay thì cũng khá là ổn. Đơn giản. Phần lập trình là đơn giản nhất. Nếu như anh em có đủ cái bộ áp xét trong thư viện này thì tôi cũng làm được nữa. Minlet là gì? Lily Gone Howard thì biết, còn Smithlet là ai? Đừng có nói là mấy cái thằng cướp biển nha. Hỗ trợ lập trình, cốt truyện. Nhạc thì hay mà cái đoạn cuối chạy cờ ghe deep như thế này á lại không có nhạc. Game này tạm thôi, anh em có chơi thì có thể phá đảo trong vòng 1 giờ là được. Đặc biệt cảm ơn rất là nhiều người luôn. Mấy cái này là sử dụng cái thư viện chung nên mình phải dẫn vô Reddit. Game tôi cũng có làm những thứ nữa. Rồi, coi như chúng ta phá đảo cái trò chơi này. Đây là cái đoạn mà Reddit nè, từ Reddit nè.
Thợ săn khô báo vĩ đại nhất, Lagagot. Mấy cái chấm này là làm sao thôi? What happened? Chọn thử hai cái kết còn You're lại safe now, darling. Ron pulled you out of the water. Lily, I'm so happy to see you. Khả năng nếu lựa chọn cái kho báu á, thì có thể cái khúc cuối cùng của cái cảnh After Yadid nãy á, là mình cầm cái kho báu đứng một mình trên cái buổi lễ đó. Was it worth more than the truth? Tôi được không? Tôi đấy. Right. This thing brought us nothing but trouble. Take this, Lily. It's rightfully yours to decide what to do now. Lily, please forgive me. We can mend what's broken. Chọn thử ông bố ơi, ít ra ông cũng biết hối hận rồi đó. On new expeditions and build a life together. Let me make up for lost time. I promise I won't let you down. Come with me. Còn cái hành động mà lúc bắt được cái ông kia rồi, ông bố mình không có quay về cái hòn đảo lần nữa thì không biết làm cái gì á. I'm not sure if I can bring myself to forgive you for leaving me for so long. It was a mistake to hide the truth from you. I just didn't know what to do. Suddenly I found myself alone with a little girl. I didn't think Ron. Game này có bao nhiêu cái thành tựu ta? 6/9 à? Mình thiếu một cái thành tựu chơi đùa với con này và hai cái thành tựu ẩn. I was gonna come back. You know I love you more than anyone else in this world. Now that it's all over, we can publish our findings and put all this behind us. What do you say? Howard, you know that I love you too. You've been like a father to me. I could always count on you, in good times or bad. But I don't know how to process the fact that you've lied to me my whole life. So this is the famous chalice. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn thử ông bố ruột. Coi cái kết thúc nó có khác nhiều không? Quá khó khăn để mà có thể tha thứ cho bố, nhưng còn sẽ cho bố một cái lựa chọn nữa. And the only way to get to know you and fix something between us is to spend time together. Howard, you must understand. He's part of my life too. Đâu quá, bố còn phải hiểu là ông ấy cũng là một phần trong cuộc đời con. Thì cũng là hàng xóm với nhau mà. Ông Hàn Quốc ông lắc đầu kìa. Bắt tôi coi lại cái đoạn Gia-đít lần nữa à. Ít ra cái đoạn Gia-đít này cũng hơi lồng một tí nhạc rồi vô đó. Vẫn là cái mũ bảo hiểm mà trong cái bức tranh thằng bố với nhau rồi.
Đây đây đây, cái ending khác đây. Đừng nói hai bố con đi phiêu lưu với nhau nha. Rồi chứ còn cái gì nữa. Đúng là cha nào con nấy thiệt. Năm phút cuộc đời tôi chỉ coi được cái cảnh trong vòng 3 giây đó. Lại lần nữa. Rồi anh em bắt đầu tua tua dần đi. Thôi thì không có tua được rồi. Tôi vẫn phải ngồi đây thêm khoảng là 50 phút nữa. You're safe now, darling. Ron pulled you out of the water. Lily, I'm so happy to see you. Lính có ông vừa bắn tôi rớt xuống sông đó. We underestimated the danger. Both of us. I don't get it. This treasure. Was it worth more than the truth? You're right. This thing brought us nothing but trouble. Ủa, mấy thằng đệ của ông này chết hết luôn hả? Take this, Lily. It's rightfully yours to decide what to do now. Lily, please forgive me. We can mend what's broken. We can use the chalice's money to go on new expeditions and build a life together. Let me make up for lost time. I promise I won't let you down. Come with me. Ron, you risked yourself to save my life. While part of me wants to reclaim the lost time, I'm not sure if I can bring myself to forgive you for leaving me for so long. It was a mistake to hide the truth from you. I just didn't know what to do. Suddenly, I found myself alone with a little girl. I didn't think Ron was going to come back. You know I love you more than anyone else in this world. Now that it's all over, we can publish our findings and put all this behind us. What do you say? Howard, you know that I love you too. You've been like a father to me. I could always count on you, in good times or bad. But I don't know how to process the fact that you've lied to me my whole life. So this is the famous chalice. How many people have been ruined by it? Bây giờ chúng ta đương nhiên là phải lựa chọn cái kho báu này. Life was shaped by you both. It's time for me to go my own way. Con nghĩ là đến lúc con có thể tự bước đi trên con đường của riêng mình. I'll be fine. Con đường này là sẽ có con... great deep ocean. And I can't wait to dive down into its waters. Con đường này đi thẳng xuống đáy đại dương thôi. Không có đeo hai người bốn này nữa. Con đường riêng của bản thân mình. Còn một cái thành tựu cuối cùng là chơi với con Chi-Chi này. Cái thành tựu này rất ít người đạt được nha. Nên nó có thể nằm ở khúc nào đó. Có thể là chapter 1 và là đâu đó. Chơi với Chi-Chi á. Nó nằm ở chapter mấy là được ta? Tôi nghĩ là khả năng cao nó vẫn nằm ở chapter 1 thôi. Độ này nó lại mất cái tiếng nhạc đó nè. Coi có after credit không mà tốn thêm mấy phút cuộc đời nữa. Anh em xem trên YouTube là có thể tua lại cái đoạn này được. Ghiền tôi vẫn phải ngồi đây để ngồi dòm. Nhìn ghiếp muốn không lòng luôn rồi. Game của tôi thì cũng có after credit nữa. Cũng có credit nữa chắc. Nhưng mà chỉ có một mình tên tôi. Sâu thẳm dưới đáy đại dương. À biết.
wixon.org.com Blender. Game này nó có hai cái dãy màu vàng ở trên với dưới nữa. Có cái cổng chào như thế này khả năng cao là ở Nhật Bản nè. Rồi, chúng ta nghiên cứu cái thành tựu cuối cùng thôi. Tôi nghĩ là ở đời 1, 2, 3. Cái thành tựu này có khi nào mình phải đợi con GC này nó ăn xong không? Morning, boy. Mình đợi nó ăn xong á mình mới chơi đùa với nó được. Hungry? Không, bắt buộc phải cho nó ăn trước. Let's get you some food. Có khi mình đợi nó ăn xong á mình chơi với nó thì mới đạt được cái thành tựu đó. There you go. Hey Lily, today's the big day. Ready to set sail? Absolutely, Howard. I can't wait to find the last disc. Looks like just nó trả lời nữa kìa. Just need to connect the antenna and raise the anchor. Are you sure you don't want me to stay? Give you a hand. I'll be fine. Just wait for me at home with the device ready. As you command, my lady. Khả năng cái thành tựu này nó chỉ nằm ở một trong hai chỗ thôi, lúc mình lên trên hòn đảo á, hoặc là lúc mình ở trên tàu như thế này. Thanks, Howard. Rồi ăn nhanh đi chi si ơi, vẫn không tương tác được với nó nha. Captain Espinosa's third disc. We're sure that it was on the missing plane. Missing until today. Không lẽ phải đợi nó ăn xong nữa. Now the anchor. Có khi nó ăn xong mình làm xong cái quét này nó mới ăn xong thì lúc đó thì mới chơi với nó được. Thử lại cái chương 1 này lần nữa. Ăn nhanh đi bay. Ready to go. Mình đi đến cái tọa độ được đánh dấu trên bản đồ. Bây giờ nghe radio nè. Cái này nó phát lại nguyên đoạn đầu luôn á. Sao ta? Vẫn không chơi được nó. Đeo cái nón này vào là mình đi luôn rồi đó. Sorry, but I'm gonna need this. Heavy helmet, check. Đây.
Đó, đúng như tôi đoán, coi, coi như chúng ta phá đảo trò chơi được rồi đó. Nó nằm ở cái cuối cái chương 3 này. Cuối cái chương 1 này, 1-3 chương 1 là anh em có thể đạt được tất cả cái thành tựu luôn. Đây, coi như tôi phá đảo một cách hoàn hảo game này đó. Game cũng khá là ổn áp, tương đối ổn thôi. Mức là trung bình khá. Phần âm nhạc thì làm rất là tốt luôn, mặc dù chỉ có một bài hát duy nhất trong cả trò chơi. FTP thì làm cũng rất là tốt. Cái phần lồng tiếng âm thanh đó cũng được đầu tư rất là chất lượng luôn nha. Ấn tượng nhất là cái phần lồng tiếng đó, đó. Giá game thì bây giờ chắc có giá đó. Giá game rất là rẻ luôn, 62.000. Giá gốc là 73.000 nên tôi nghĩ con game này khoảng 3 đến 4 hay là 5 đô thôi. Anh em có thể có những cái phút giây giải trí rất là đơn giản, chỉ khoảng là 1 giờ chơi là anh em có thể phá đảo game này. Rất là nhiều ngôn ngữ. Rồi. Hôm nay kết thúc tại đây. Ok, bye bye anh em.